Đám cưới khủng tại Đồng Tháp, cô dâu nhận hồi môn 1.000 cây vàng, gần 10 tỷ đồng. Cô dâu Đồng Tháp đã nhận được của hồi môn lên tới 1.000 cây vàng cùng 9.9 tỷ đồng tiền mặt khiến netizen choáng ngợp. Vừa qua, mạng xã hội được phen choáng ngợp trước đám cưới siêu khủng tại Đồng Tháp. Theo đó, bố mẹ cô dâu đã tặng con gái của hồi môn nhiều chưa từng thấy trong các đám cưới miền Tây. Cụ thể trong đoạn video do cô dâu đăng tải, khi làm lễ trao dâu đón rể, có 4 nam thanh niên khiêng của hồi môn tiến vào lễ đường. Sau đó MC giới thiệu, ba mẹ cô dâu chuẩn bị rất kỹ của hồi môn cho con như chúng ta thấy. Ở đây theo em biết từ mẹ cô dâu nhắn nhủ, tiền mặt sẽ là 9.9 tỷ, 50 lượng vàng và một nhận hột xoàn cỡ bự. Nam MC vừa dứt lời, mẹ của cô dâu đã lên tiếng để tiếp tục màn trao của hồi môn cho con gái cưng. Bà xúc động nói, ngoài số của hồi môn trên tặng con gái và con rể, em còn dành cho con gái của em thêm 1.000 cây vàng. Sắp tới, em sẽ trao tặng cho con vì hôm nay nhiều quá không thể bưng lên được. Lúc này, quan khách và họ hàng tham dự đám cưới đã không khỏi bất ngờ, đồng thành tổ trước độ giàu có của gia đình cô dâu. Được biết, đám cưới trên diễn ra vào cuối tuần qua tại Đồng Tháp. Cô dâu tên Lâm Thư, chủ của một cửa hàng trang sức đá quý nổi tiếng tại Đồng Tháp. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội khi chia sẻ các kiến thức về trang sức. Gia đình Lâm Thư có truyền thống kinh doanh trang sức từ trước. Thậm chí mẹ cô là cái tên nổi đình nổi đám trong giới khi nắm trong tay chuỗi cửa hàng trang sức tại vùng đất này. Ngay sau khi được đăng tải, đám cưới của Lâm Thư đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai cũng choáng ngợp với số của hồi môn cô gái nhận được, đồng thời xin vía giàu sáng. Cha mẹ giàu đời con thông thả, cha mẹ nghèo vất vả gian nan. Thực sự ngưỡng mộ gia đình cô dâu. Chúc cả hai hạnh phúc và sớm có tin vui. Nickname PL bày tỏ. Thành viên HN bình luận, thì mình muốn xin vía cô dâu quá trời ơi. Nhìn cô dâu rạng rỡ trong đám cưới mà thấy hạnh phúc lây. Lần đầu tiên mình thấy một đám cưới có của hồi môn khủng đến thế. Cô dâu cũng tài giỏi lắm, còn gia đình chú rể môn đăng hộ đối không kém. Chúc mừng cả hai, bạn HA nói. Hiện tại đám cưới vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.